Giáp Danh Miền Bắc đồng hành cùng chương trình. Xin được kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin 24 giờ được phát trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình Điểm tin hôm qua nổi bật với thông tin nguy cơ thiếu điện vào năm sau, còn hôm nay nổi bật với thông tin dừng dự án thí điểm PPP dầu dây Phan Thiết và đất Bắc Vân Phong được chính thức giao dịch trở lại cùng nhiều nội dung đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, sau khi dự án xây dựng đường cao tốc dầu dây Phan Thiết thí điểm theo hình thức đối tác công tư PPP chính thức dừng triển khai vào tháng 3 năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Vitexco sẽ nhận được khoản bồi hoàn đầu tiên từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong tháng 6 năm 2019. Theo công văn số 5069 được Văn phòng Chính phủ phát hành vào đầu tuần trước, quá trình đóng gói toàn bộ dự án xây dựng đường cao tốc dầu dây Phan Thiết thí điểm theo hình thức PPP, dự án PPP cao tốc dầu dây Phan Thiết đang đi đến những công đoạn cuối cùng. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Giao thông Vận tải căn cứ thẩm quyền và các quy định chịu trách nhiệm rà soát, phê duyệt, kiểm toán, thanh toán chi phí, chuẩn bị dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Phan Thiết dầu dây cho công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Vitexco theo nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Lãnh đạo vụ PPP, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, với chỉ đạo nói trên của Thủ tướng, khả năng rất cao là Vitexco sẽ nhận được khoản bồi hoàn đầu tiên liên quan đến chi phí chuẩn bị đầu tư dự án PPP cao tốc dầu dây Phan Thiết ngay trong tháng 6 năm 2019. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định dừng triển khai dự án thí điểm và chấm dứt nhà đầu tư thứ nhất thực hiện dự án là do yếu tố khách quan, do thay đổi về chủ trương đầu tư của nhà nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản số 5789 chấm dứt hiệu lực của văn bản số 4391 về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Theo đó, từ ngày 17 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh chấm dứt hiệu lực văn bản số 4391 UBND XGND ngày 9 tháng 5 năm 2018. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám đốc các sở, ban ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Vạn Ninh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện văn bản ký ngày 17 tháng 6 năm 2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh và các sở, ban ngành báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Trước đó, ngày 9 tháng 5 năm 2018, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh ban hành văn bản về việc tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, huyện Vạn Ninh. Việc tạm dừng này có hiệu lực cho đến khi quy hoạch chung xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được ban hành. Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang đề nghị quản lý ổn định thị trường bất động sản, tránh đầu cơ, tạo bong bóng bởi đây là các địa phương được chọn để xây dựng mô hình đặc khu kinh tế đầu tiên trong cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ thị Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi cả nước từ ngày 1 tháng 8 năm 2019. Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước, làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý về nhà nước đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng, đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp sử dụng, đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại, đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Thank you.
Thị trường bán lẻ Việt Nam những năm gần đây đã có bước phát triển đáng kể, là một trong 6 ngành nghề thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất, đồng thời được đánh giá là thị trường tiềm năng hấp dẫn bởi giá thị trường đạt mức khoảng 120 tỷ đô la Mỹ. Với quy mô đầu tư dự báo sẽ tăng lên 180 tỷ đô la vào năm 2020, Việt Nam được đánh giá là một trong 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới. Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết cả nước hiện có khoảng 8.660 chợ, 800 siêu thị, 168 trung tâm thương mại các loại và hơn 1 triệu cửa hàng quy mô hộ gia đình. Kênh bán lẻ hiện đại mới đáp ứng được 25% nhu cầu của người dân, 75% còn lại phụ thuộc vào kênh phân phối truyền thống. Dự báo đến năm 2020, thị phần kênh bán lẻ hiện đại sẽ tăng lên và đáp ứng được 40% nhu cầu tiêu dùng. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức của các nhà bán lẻ trong nước. Không ít doanh nghiệp bán lẻ trong nước vẫn yếu về vốn, quy mô nhỏ, khả năng quản trị thiếu chuyên nghiệp, khiến cho sức cạnh tranh đã yếu lại càng yếu hơn. Ngược lại, những nhà đầu tư ngoại có thế mạnh về vốn, công nghệ kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và chuỗi thu mua phân phối toàn cầu, kế hoạch đầu tư bài bản dưới nhiều hình thức đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường này với 53% thị phần. Theo các chuyên gia thương mại, doanh nghiệp Việt Nam tụt hậu về công nghệ diễn ra trong thời gian dài so với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong khu vực và thế giới. Hơn nữa, trình độ quản trị của doanh nghiệp còn ở mức thấp và chưa đồng đều, nguồn nhân lực còn hạn chế, v.v. là những vấn đề doanh nghiệp Việt cần sớm có giải pháp khắc phục. Thưa quý vị, theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư mới Chiêm Phố, xã Hưng Lộc và xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, dự án sẽ chỉ định nhà đầu tư do chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích là 25,8 ha. Dự án có địa điểm tại xã Hưng Lộc và xã Minh Lộc thuộc huyện Hậu Lộc. Tổng mức đầu tư dự kiến là 510,4 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý 3 năm 2019. Trước đó, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng IDE, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thế Kỷ có địa chỉ tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa trúng sơ tuyển. Thành phố Đà Lạt quyết định lắp đặt hệ thống ghi hình phạt nguội, biển cảnh báo ở nơi công cộng về hành vi xả rác bừa bãi với mức phạt có thể lên đến là 7 triệu đồng. Theo đó, thành phố này sẽ lắp 20 camera tại nơi công cộng để giám sát và xử lý hành vi xả rác bừa bãi nhằm hạn chế tình trạng du khách, người dân địa phương và người bán hàng rong vứt rác tùy tiện nơi công cộng, nhằm xây dựng ý thức du lịch văn minh, góp phần đưa ngành du lịch Đà Lạt phát triển bền vững trong tương lai. Cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống cảnh báo bằng hai thứ tiếng Anh Việt với nội dung cấm xả rác bừa bãi, phạt tiền đến 7 triệu đồng. Chúng tôi sẽ chụp ảnh quay phim hành vi xả rác bừa bãi. Những biển cảnh báo này được lắp đặt bên Hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, một số công viên. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ đô thị thành phố Đà Lạt còn gắn bảng nội quy công viên công cộng, trong đó có điều khoản cấm xả rác bừa bãi. Bước đầu, thành phố Đà Lạt sẽ bố trí thêm thùng rác, huy động các đội thanh niên sinh viên tình nguyện vừa đi thu dọn rác vừa tuyên truyền nhắc nhở tại những khu vực nêu trên. Đến đây, thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần và Dịch vụ Đất Xanh Miền Bắc. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin 24 giờ ngày mai.